Đằng sau bức ảnh phá kỷ lục thế giới của Messi, tác giả của tấm ảnh là một nhiếp ảnh gia kỳ cựu người Anh. Ông không biết siêu sao làng bóng đá chia sẻ lại ảnh mình chụp cho đến khi người nhà, đồng nghiệp thông báo. Trong loạt hình Messi chọn đăng tải lên trang cá nhân để ăn mừng chiến thắng, bức đầu tiên cho thấy ngôi sao của tuyển Argentina đang được cõng lên cao. Hai tay giơ cao chiếc cúp vàng World Cup, khuôn mặt Messi bừng sáng với nụ cười nở rộng, thể hiện niềm vui vỡ òa khi chinh phục thành công giấc mơ vô địch giải bóng đá lớn nhất thế giới sau nhiều năm chờ đợi. Bức hình sau đó cán mốc 71 triệu lượt thích, trở thành bài đăng có nhiều lượt like nhất trong lịch sử nền tảng Instagram. Tác giả của khoảnh khắc nói trên là nhiếp ảnh gia sau Botterill của hãng Getty. Cơ hội may mắn. Ông Botterill cho biết, theo kế hoạch ban đầu, một phóng viên ảnh sẽ đứng trước biển quảng cáo cạnh khán đài chính, nơi người hâm mộ Argentina tập trung ở sân vận động Lusail. Sau khi Messi dành thời gian chia vui với đồng đội và người thân sau màn trao cúp, đội trưởng của Argentina bắt đầu tiến về phía khán giả quê nhà, khiến các phóng viên ảnh đổ xô về phía khung thành ở cuối sân. Botterill bị kẹt trong đám đông nhưng cho biết mình đã kẹt đúng nơi và có thêm một chút may mắn vào tối hôm đó. Messi ở đó và không di chuyển nhiều, tay nâng cao chiếc cúp còn tôi nhiều lần bị xô đẩy. Khung cảnh khá hỗn loạn nhưng tôi ở khá gần anh ấy, chỉ cách khoảng 2 mét, ông Botterill kể lại. Nhiếp ảnh gia ví cảm giác lúc đó khá kỳ lạ, hơi siêu thực khi ông đang ở trong phạm vi hoàn hảo để chụp ảnh. Đúng tầm mà mọi tay máy đều mong đợi nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra. Tôi nghĩ cách anh ấy cầm cúp và nở nụ cười thực sự là khoảnh khắc hòa mình với người hâm mộ, ông nói. Khi người bạn thân Sergio Aguero tiếp tục cõng Messi đi về phía khán đài, Botterill ngay lập tức gửi ảnh về cho biên tập viên. Tình cờ, con trai của Botterill lại là người trực biên tập ảnh của trang vào đêm chung kết World Cup 2022. Con trai tôi sau đó nhắn tin, nói rằng đã hậu kỳ lại ảnh và khen đó là một hình ảnh đẹp, ông kể. Không lâu sau đó, bức ảnh được Messi chọn để đăng tải lại. Nhiếp ảnh gia người Anh thừa nhận phiên bản trên trang cá nhân của Messi đã bị cắt khá nhiều so với ảnh gốc. Ảnh ban đầu có góc rộng hơn, đem lại bối cảnh lớn hơn và thể hiện sự ngưỡng mộ mà siêu sao người Argentina nhận được. Từng tác nghiệp nhiều lần tại các kỳ World Cup kể từ năm 1986, ông Botterill gọi đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong nhiều năm cầm máy của mình. Tôi thực sự đã nghĩ làm sao mà mình lại có mặt ở đây. Trong tình huống đó, đám đông có thể xô đẩy bạn đi mọi hướng. Và khi tôi quay lưng lại, trước mặt là cảnh Messi cùng chiếc cúp vàng. Một khuôn mặt hạnh phúc, tràn ngập niềm vui giữa khung cảnh có phần hỗn loạn, người đàn ông miêu tả. Không biết Messi chia sẻ ảnh. Không sử dụng mạng xã hội, ông Botterill ban đầu không biết bức ảnh mình chụp góp phần tạo ra kỷ lục mới. Hôm ngày 21 tháng 12, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã xác nhận rằng bài đăng trên Instagram của Messi đã phá kỷ lục về số lượt thích, nhiều nhất trong lịch sử của ứng dụng. Loạt ảnh xoán ngôi bài đăng ảnh quả trứng được đăng năm 2019, có 57 triệu lượt like. Tôi thấy khá buồn cười vì bản thân còn không dùng và thậm chí không biết cắt ảnh trên Instagram. Chỉ đến khi một đồng nghiệp nhắn tin hỏi, tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra. Còn hai con trai của tôi rất phấn khích khi biết ảnh bố chụp có tới hơn 70 triệu lượt thích. Sau 36 năm làm việc trong ngành, Botterill vẫn cảm nhận rõ niềm đam mê và sự hưng phấn giống. Khi còn là một thanh niên 18 tuổi bắt đầu cố gắng ghi lại những khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong làng thể thao. Với số lượng sự kiện lớn từng đưa tin, Botterill khó chọn ra một bức ảnh yêu thích nhất trong sự nghiệp. Ông cho biết các nhiếp ảnh gia thường mong chờ chụp được khoảnh khắc đẹp tiếp theo thay vì ngồi ngắm ảnh cũ. Tuy nhiên, khi kết hợp mọi thứ diễn ra vào đêm ngày 18 tháng 12 tại sân vận động Lusail với nhau, Botterill dành một chút thời gian để tận hưởng thành quả. Messi là một cầu thủ vĩ đại. Sự tuyệt vời của anh ấy giúp bạn bấm máy và cho ra đời một bức ảnh tốt. Khi bạn có ảnh đẹp về một con người như vậy, đó là cảm giác tuyệt vời nhất đối với tôi.